YouTube right now, and you are the chef. Chef today. For what? For cooking. For what? Oh my God. Hello. Nấu mình chưa ăn luôn mẹ, đâu có biết đâu, thử coi có ngon không? Ngon. Ngon không? Không biết ngon gì ở nữa. Oh, this one is good. Này, này, cái sơn này. Hi, friend. Quả chanh với... Con đang có bánh mì rồi không? Không. Quả chanh với con. Quả chanh với hey, you're gonna just burn some fat, that's all. And then all the people are sweaty. Hi, friend. Hi. Today you eat at Tampa, huh? Mm-hmm. $10 a piece. $10? No, I think he said $15. Oh my God. Yeah. $15? Because the meat is so expensive, you know that. Hi, Amy. Hi. Mười lăm á, tại tô nấu đặc biệt mà không có bỏ bột nêm, không có gì hết. Tại vì bây giờ lên giá là mất đó. Đúng rồi, đồ đồ đắt lắm, phải tính theo thị trường chứ đâu có. Cái tiệm phở này cũng đang lên giá đó. No luôn. Đâu chưa biết ngồi dở nữa hả? Cái này còn ghê, cũng quá năng sự. Ồ, Tam phở.